โดนแมวương từ từ nghệ sĩ. Điểm mà khi ấy nhiều việc quá đi khách hàng đi nổi luôn ừ. Đi thì cũng được nhưng mà nó gián đoạn cái biết gan làm giàu. Bán xe non gì đó, 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 bán xe non gì đ
cái cái chuyện kiếm việc chủ yếu là kiếm được việc mà không thích thôi. Bây giờ như cỡ Bắc Nam đúng không, bây giờ đã kinh nghiệm như vậy thì mẹ đi phỏng vấn mấy thằng boss là hoặc là nó có nhiều cái điều kiện như là điều kiện làm việc gò bó, lương không như ý. Nhiều khi là chắc là bên kia là sales manager, thì ví dụ như qua đây thì nhiều khi chỉ là sales engineer, thì dưới cấp người ta thì đâu thể nào giống như ngày xưa thì quản lý nguyên đám lính nó dạng vậy. Thì bây giờ đúng tự nhiên giờ đi sales như bình thường thì đúng tự nhiên không kiếm được việc như ý. Thì chán quá rồi mở tùy riêng luôn. Nói là không đụng vô cái khách cũ, làm sao mà mở ra, nói không đụng vô khách cũ, không bên không bền như vậy, chứ mình ra mình bắt mình có nói cái gì đâu, đụng nó không nói là khách mới, thằng này khách mới hết, thằng này cũng chưa bao giờ quan tác là khách cũ của mình, rồi ông cảnh như vậy, ông nào tự nhiên thấy tự biện minh vậy, má anh gọi cú điện thoại, thằng quân nó tép cũng vậy đó. Không, thằng Quân là bị ấy, thằng Quân là bị bên đi xin đất. Không, ý là nói là nó à đúng rồi, thằng Quân là nó bị DC tất tố, bên hai đô tất tố. Nên là nó mới nói thẳng luôn là nó bức xúc cái đó, nó bức xúc nó bảo là mẹ mình đi ra mình không có cước một thằng khách hàng nào của hai đô tất hết, mà đúng mà tụi nó đồn là mình cướp này nọ. Đề thằng Quân nó cướp hay không đó là chuyện của nó mình không biết, nhưng mà ý nó là mấy anh kia nó tố thì mình thấy nó phân minh. Nó hay bị cái vụ mà xác định là khách hàng đó của ai nói đủ mấy khách hàng là khách hàng của mình chứ khách hàng của công ty đâu. Đúng rồi, ông nào cũng nói rồi, đúng rồi, đi làm thì khách hàng là của mình chứ đâu ai nói là khách hàng của công ty đâu. Thì anh nghĩ là ví dụ như khách hàng nó mua thằng nào thì nó thuộc về thằng đó. Chứ đâu có nhất quyết là giống như là của công ty mua fan của ông nào mà bán ra ông thật kim một sơn gì đó. Có nghĩa là còn ông sếp của ông nào có ngày nói là đây là khách hàng của công ty. Của thì ông thắng bên kia một sơn nói luôn là tôi không là của ai hết, giờ tôi thích mua đâu thì tôi mua đó. Đâu có của ai đâu, của ai của ý kia. Quyền mua là quyền mua, khách hàng thích mua ai mua gì mua của ai. Là lúc đó nó bắt đầu xác định ra cái đằng lăng đạo đức là anh này là của công ty, nó nói đúng tao thích mua thằng đó hơn mày đúng nó mua thôi chứ.
đừng có quá ấy được rồi, đừng có quá ấy được rồi. Con ơi hãy tới thiên
ra được. Dưỡng vô làm lần chuyển ngược lại cho em cái okay. 7 triệu okay. Tiền hàng đó có lưu không? Có lưu chưa ta? Đại quy á. Đại quy chắc nó gửi vô, chắc nó có số tài khoản nhé. Số tài khoản đến. Đục ba mấy củ á. À, ba mấy củ. Cũ ngoài năm cũ, cũ chín cũ mười mấy cũ tiền được 14 được nhiều quá. 14 chưa kể đơn hàng của 200 phường nữa, hai trăm đơn hàng phường vô nữa là lại được hình 200 nhỉ. Ừ, thì nói chung là nếu mà lộng 200 là tính mình nguyên luôn á, 200 tính mình nguyên luôn mới được 200 nguyên á. Ừ. Phường được gần 50 đúng không? 50 hay 60? 50 đúng không? 50 mà mình đã thanh toán tiền bơm rồi. Ừ. Tiền kia thì nhỏ xíu. Không mà nó kim tính sơ là cái MC mình đã thanh toán rồi. Ừ. Thì tính sơ sơ là mẹ không cần. Nếu mà tính mà sơ sơ mẹ trả hết là mẹ được gần 200. Đúng rồi, không nếu mà ấy giờ tăng rồi. Ngon. Thơm đi test năm đầu. Thôi à. Thơm đi test năm đầu nó kiếm 30 chai như đó. 30 chai là hồi đó đó với anh mình lớn lắm á. Hồi đó lúc trước 30 chai rồi. Phải đá cái cây. Còn thấy mình tấp lớn rồi. Tiêu là phải kiếm 100 mấy một tháng, một năm chứ. Không, thì có nghĩa là từ từ nó sẽ lớn, hay không? Từ từ nó dường như chung cái làm từ ngày nhỏ, từ ngày nhỏ, từ ngày lớn. Có nghĩa là giống như chung đi làm hay chung cũng bán cái gì á, tự nhiên mà mình càng ngày mình làm cái mình thấy cái mức ở dưới tự nhiên nó thấy nó nhỏ lắm, vậy vậy đó. Đơn giản mà, cứ vậy. Hồi đó mình đi làm thì ví dụ như đơn giản mình thấy ví dụ 1 triệu, 2 triệu là mình thấy lớn lắm nha, đúng không? 1 triệu rồi, 1 triệu bạc, đời 1 triệu bạc hả, dữ rồi. Má mấy trăm ngàn rồi thấy, thấy sướng rồi, đủ. Dữ rồi là mấy MC mà đủ bán thằng Phương Hải nó đưa cho cái đơn hàng, đưa ngược lại với cái đơn hàng của thằng Panasonic 200-300 ngàn đủ mới mừng rớt. Đủ quá. Bởi vậy nên những cái thằng mà giống như là phường hay gì nó là nó kiếm được quá nhiều tiền rồi. Đúng không? Phường cũng kiếm được quá nhiều tiền. Nó làm toàn là có thằng biết không à. Nó kiếm được quá nhiều tiền. Nên bây giờ cái thời gian mà nó khe từng đồng nó không có cái thời gian mà nó khe đó nữa. Cái đó là cách đây 2 năm nha, anh gặp nó tháng trả lương 160 chai. Trả lương cho công nhân đó hả? Ừ, trả lương công nhân, rồi thiết kế, rồi kế toán, rồi đủ thứ. Tôi thấy bây giờ cứ hình dung nha, bắt trực cũng trả tham tại gì đó với nó. Tại vì bây giờ cái xưởng nó, bây giờ nó cũng phải có 7 cái máy CNC đúng không? Ừ. Một cái máy CNC đó ít nhất cũng phải là gần 1 tỷ bạc đó, tỷ bạc mà 7 cái là cũng dữ rồi. Có cái mẹ đâu ta hả? Chứ có cái gì đâu, có máy móc gì đâu, có máy mẹ nhỏ gì đâu, máy nhỏ gì đâu, mà máy đó là cũng cả 100 triệu hay là 200 triệu rồi đó, cùi vậy thôi. Ừ, đủ mới nhìn cái xưởng phường rồi thấy đủ máy.
máy không? Tại vì nếu mà nó có, nó đã mua máy có nghĩa là nó đã có cái đầu ra dữ lắm rồi. Nó mua máy không rồi, nó đặt lo công mà. Đúng rồi, đúng rồi. Tự nhiên nó mua máy làm gì? Hết công sức. Kim Long gì đó, Kim Long lúc đầu cũng mía được mà, sao cũng trúng ngay hàng doctor cái mua máy móc thì làm đúng công sở em đó. Đầu là gia công cơ khí đúng không? Ừ. Lúc sau cái thấy bán làm được cái thôi giờ anh mấy cái like tự động tự ráp luôn đi, ráp cho nó luôn, ráp luôn, ráp xong rồi bắt đầu bây giờ ráp không thì cũng ấy thôi, bây giờ mấy cái thiết kế mới cho giao luôn, làm luôn, làm luôn. Rồi xong từ thằng poster nó bay qua mấy thằng khác luôn. Khi mà anh đã có một cái khách hàng chủ á, là mình sẽ xây dựng được một cái cơ sở vật chất. Thì lúc đó mà mấy thằng khách hàng lớn nó tới tham quan mà nó check-in rồi là dính hết. Chiến thì dựa vô mâm chi, chi làm chiến là có tiền xài, giao chiến biết bao nhiêu order, FC bán chưa được, chiến bán vô được. Mà nếu mà phường nó có tới 7, 6, 7 cái máy CNC là nó cái lượng hàng gia công nhiều lắm. Bình thường người ta có 2-3 cái máy là mừng hết lớn. Money, don't care. No problem. No problem. Phải nói vào lên đi, đóng xong rồi anh làm anh chuyển bên kia. Sao sao? Tắt cái nói là đi nhanh xuống rồi tao nói bên kia ta thanh toán cho. Đây gửi bác cái file sale luôn. Chua, ok. Đây, xin chị tí.
kiểu khó quá. Gì à, món gì à? Không cho đúng kìa, không cho đúng. Người bán hàng. Cho hát vậy? Vô bao nhiêu thì xa là giá. Cho bao nhiêu lên nữa hả? Tại người bán hàng hay cái hàng đó? Người bán hàng gì đâu? Người bán hàng đúng rồi. Hàng nó phải đóng cái kịch chứ cho nó mới hoành tráng. Bao nhiêu ta? Dương Trung Dương. Đi đây bao nhiêu qua rồi rõ hai mặt mờ đi vào ốp có hại cho sức khỏe yếu sinh lý gây ung thư làm chút trách nhiệm tích cực tính nhá. Alex chip trời tháng nào cũng đẹp tính.